Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Chào mọi người, mình là Dũng, là kỹ thuật viên của Vida Shop. Cơ mình là một chiếc loa kéo của Agnostica Media. Nói loa kéo thì không ai là không biết về cái độ tiện lợi của nó cũng như giá cả phải chăng mà mọi gia đình đều có khả năng sở hữu nó. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng sẽ có rất nhiều những sự cố xảy ra mà không phải ai cũng biết cách xử lý. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khắc phục những lỗi tại nhà và đỡ phải mất công đi bảo hành hay sửa chữa. Và lỗi thứ hai chúng ta thường gặp ở loa kéo đó chính là hiện tượng loa kéo bị hú. Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do mình hiệu chỉnh cái loa kéo của mình chưa đúng cách. Và thứ hai đó chính là khoảng cách giữa micro và loa kéo nó quá gần. Và để hạn chế cái việc loa kéo bị hú thì chúng ta sẽ cân chỉnh như sau. Thì các bạn thấy ở đây là nó sẽ ghi là mid trap, có nghĩa là giải tầng cao của mic. Thì trường hợp mic của mình hát cảm giác nó quá hú đi thì mình sẽ giảm cái mic trap này lại. Mình giảm đến khi chừng nào mà cái loa nó hết hú thì thôi. Và đồng thời lúc đó mình có thể giảm micro tổng của cái nấm volume tổng của micro. Tại vì khi mình tăng cái này nó quá nhiều thì tín hiệu nó quá lớn thì nó sẽ bị hú. Đó, các bạn có nghe thấy không? Đó. Thì mình sẽ giảm lại. Và trong quá trình các bạn ca hát thì các bạn cũng có thể lưu ý giúp mình là cái khoảng cách giữa micro và loa kéo. Và sau đây mình sẽ lấy một cái ví dụ. Đó, thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Thì cái khoảng cách rất quan trọng. Và lời khuyên của mình ở đây đó chính là hãy giữ khoảng cách giữa micro và loa tầm khoảng từ 1m là 1,5m. Và tuyệt đối đừng bao giờ chỉ cái đầu micro vào thẳng loa kéo như lúc nãy mình đã làm. Hết thời, hư hỏng liên tục. Bạn rối tung rối mù, muốn hát nhưng mất hết cả hứng. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, tư vấn tận tình, nghe âm thanh tận tai, giao hàng tận nơi, phối ghép chuẩn xác, lắp đặt nhanh chóng, gọn gàng đẹp mắt. Bài nào cũng có, không lo mất hứng. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.